Nghệ sĩ Hồng Dân đã lên tiếng nói rõ chuyện cà khịa xeo Nguyễn Phương Hằng dám làm nhưng không dám nhận. Nghệ sĩ Hồng Dân bức xúc khi một tiktoker cho rằng cô đã làm video cà khịa xeo Nguyễn Phương Hằng rào bán chiếc nhẫn kim cương trị giá 1.000 tỷ đồng để làm từ thiện. Vài ngày qua, video nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân khoe đeo chiếc nhẫn cỡ lớn giá trị hàng chục căn nhà đã được lan tỏa rộng rãi trong clip nghệ sĩ nói áp lực vì nhận được ekip mượn để quay phim. Sau đó, có một tiktoker có tiếng cho rằng nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân đang cà khịa xeo Nguyễn Phương Hằng. Khi đang rao bán nhẫn kim cương trị giá 1.000 tỷ đồng để làm từ thiện, đồng thời người này còn mỉa mai, nghệ sĩ và bà chủ đại nam từng có lùm xùm cho nên nay mượn cớ để đáp trả. Trước sự việc trên, nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân cho biết video hậu trường được quay từ tháng 8 chứ không phải mới đây việc bị nhiều người chỉ trích và để lại bình luận tiêu cực khiến cho nghệ sĩ buồn lòng. Cô nói chiếc nhẫn này là của nhà sản xuất, họ bắt cô đeo để quay phim thôi mà con. Đoạn này là lúc được nghỉ trưa, cô có tâm sự với các bạn trong đoàn là cô rất áp lực khi phải giữ nó, chỉ có vậy thôi. Mà tại sao con chửi cô dữ vậy, tội nghiệp cô, nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân chia sẻ. Lê Giang, diễn viên đóng chung phim với nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân cũng lên tiếng bên nhật đồng nghiệp tội nghiệp chị tôi đây là phim đã quay từ lâu tất cả đóng phim nhà giàu toàn bộ đồ diễn diễn viên và trang sức là nhà sản xuất lo khổ quá thương chị ghê trước đó hồng dân tiết lộ nhà sản xuất phim phải viết giấy cam kết để mượn chiếc nhẫn giá trị nhà sản xuất nói chiếc nhẫn này là vô giá có giá bằng cả chục căn nhà tôi nghe xong rất áp lực vừa đóng phim vừa áp lực vì phải giữ chiếc nhẫn này bằng cả chục căn nhà trên tay nghệ sĩ nhân dân hồng dân chia sẻ